Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sau nghe vẫn trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương dài khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người, bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời tìm bước ngày xưa ướt mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Trong lòng
một nỗi buồn quá. Lời chim muông reo trong nắng, ngày mang đến gần trời lưu luyến mà cứ yêu thương nhau hoài. Bao nhiêu nét mặt của ngày tháng sao không lúc nào nhạt phai. Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy vang trong lớp học sân trường, như vạch đã còn vàng vòng mai. Lời chim muông reo trong nắng. Bạn Mai của lớp C đại diện cho các bạn học sinh trong khóa 1986-1989 lên.
lên phát biểu. Xin kính chào quý vị đại biểu, kính chào các thầy cô cùng toàn thể các bạn khóa 86-89. Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2019, cho phép em xin thay mặt các bạn trong khóa xin nhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô, các vị đại biểu trong ban khóa 86-89 đã về dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, 30 năm một chặng đường để nhớ. Hôm nay trong không khí hân hoan vui vẻ, tập thể học sinh khóa 86-89 tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Em xin thay mặt các bạn gửi lời chúc sức khỏe đến ban giám hiệu nhà trường, đến các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã bớt chút thời gian sắp xếp công việc về dự buổi lễ. 30 năm một chặng đường để nhớ, trải qua một thời gian dài xa mái trường thân yêu, một ngôi trường mà chúng em gắn bó với bao kỷ niệm thuở học trò. Nhưng hàng năm, các lớp chúng em vẫn tổ chức các buổi họp mặt thường niên để gặp gỡ, để chia sẻ yêu thương, vui buồn trong cuộc sống, cho các bạn xích lại gần nhau, tình cảm yêu thương ngày một đong đầy. Sau khi rời ghế nhà trường, chúng em ai nấy đã bước ra ngoài đời với bao ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, để hôm nay đây chúng em đã trưởng thành đầy đủ tự tin để về bên thầy cô ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của một thời để nhớ. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Quãng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để biến tất cả thành yêu thương, thành kỷ niệm. Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2019 sẽ là ngày không thể nào quên với tất cả các bạn trong khóa 1986-1989 và toàn thể các thầy cô đã dạy dỗ chúng em trong suốt 3 năm học. Tất cả các bạn tại đây cùng viết thêm những kỷ niệm đẹp đẽ nhất và ký ức để nhớ vào thời áo trắng của mình. Kính thưa các thầy cô, để chúng em có được những kỷ niệm đẹp của ngày xưa và những thành công của ngày hôm nay chính là nhờ sự quan tâm, dạy dỗ, sự yêu thương của các thầy cô. Vì vậy, sau 30 năm chúng em trở về đây chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc, gửi lời tri ân đến các thầy cô. Mong các thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe, luôn là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Thưa toàn thể các bạn, sau tất cả chúng ta lại về bên nhau. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy đã sản sinh ra một khóa học sinh yêu thương 86-89. Để hôm nay đây, ngày 21 tháng 7 năm 2019, các nam thanh nữ tú xa gần lại quây quần về bên nhau, vui cười chia sẻ với nhau về những điều trong cuộc sống. Hồn nhiên, vô tư trong sáng nhất là tình cảm của thỏ học trò. Những câu đùa vui, những cái ôm đúng nghĩa tình bạn, những câu mày mày ta ta sao mà nghe gần gũi thân thương đến lạ kỳ. Kính thưa thầy cô, thưa các bạn, sống là phải mưu sinh, sống là phải làm việc. Thời gian và công việc đáp ứng chúng ta đi rất nhanh, nhưng đôi khi chúng ta nên sống chậm lại cho gia đình, cho bạn bè và cho chính bản thân mình để được yêu thương, sẻ chia và cảm nhận. Có được thành công của buổi họp mặt hôm nay là nhờ sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn trong khóa, đặc biệt là các nhóm trưởng của các lớp. Cuối cùng, em xin thay mặt tất cả các bạn một lần nữa kính chúc các quý thầy cô, các vị đại biểu trong khóa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho buổi hội khóa thành công rực rỡ. Cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, để thể hiện lòng biết ơn và tri ân các thầy cô giáo sau 30 năm mình 30 năm quay về trường cũ, xin mời ban đại diện của ban giám hiệu nhà trường, xin mời cô hiệu trưởng sẽ lên nhận hoa quà của các vị học sinh khóa 1986-1989 ạ. Xin mời cô ạ. Trên cánh phượng ngẩn ngơ nhìn buồn gì không hay, bài học này còn vài trang giấy, bỗng thấy nhớ tiếng nói của thầy. Bạn bè ơi, ngày mai cách rời, có
thể nào gặp lại nhau không? Truyền tay nhau từng dòng lưu bút, gửi ký ức và những ước mơ, từng nỗi nhớ đầy trang giấy trắng, những câu thơ, những câu bông đùa, hình ai vẽ vụng về như thế, chẳng mai sau chẳng quên được nhau, dường như ai vội lau đôi mắt ướt long lanh phía sau nụ cười, dường như ai vừa như không thấy, cố vui hơn siết chặt bàn tay. Thank you.
ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Chào đón các thầy các cô là những người đã từng dạy dỗ dìu dắt các chị trong ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Đó chính là những người chèo lái con thuyền, những người đã đưa các chị đi đến những bến mở ước mơ. Và ngày hôm nay lại được chào đón những gương mặt thân quen của các thầy các cô. Mái tóc thì đã điểm bạc, sức khỏe thì không được như ngày xưa, nhưng những tình cảm dành cho các chị ở khóa 86-89 trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ luôn luôn là những tình cảm rất đong đầy. Một lần nữa cho phép chúng em được thay lời cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn những tình cảm và diện diện của các thầy cô giáo, và đặc biệt là các anh chị ở khóa 86-89, đặc biệt là ban liên lạc đã là cầu nối để các chị ngày hôm nay chúng con có một buổi gặp mặt hội ngộ với những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Và trước khi chương trình được chính thức bắt đầu, em xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, các thầy cô cùng các anh chị, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc viết về quê hương Nam Định của chúng ta, cũng như những ca khúc ca ngợi về mái trường, thầy cô và bạn bè. Và ca khúc đầu tiên xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, các thầy cô giáo và các anh chị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Qua bến Đào Quan với phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Bích. Trân trọng kính mời quý vị cô cùng các anh chị, chúng ta hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón ca khúc này ạ. Trân trọng cảm ơn. Tôi là Nguyễn Văn Tiến, lớp 12D, người đồng hành với tôi là bạn
toàn bộ chương trình từ kịch bản dàn dựng đến các tiết mục văn nghệ đều được thực hiện và biểu diễn bởi các học sinh khóa 8-6-8-9 mang đậm nét cây nhà lá cường. Xin được bắt đầu. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm. Thấm thoát đã 30 năm, kiều học sinh khóa 8-6-8-9 ngày xưa mới có dịp gặp lại đông đủ thầy cô kính yêu cùng bạn bè thân thiết thoải mái. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể học sinh khóa 8-6-8-9, em xin gửi tới các thầy cô giáo sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Xin một tràng pháo tay. Xin gửi lời với tất cả các bạn niên khóa 8-6-8-9 năm xưa lời chào thân thương nhé. Chúc các bạn cùng gia đình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay, các thầy cô giáo bạn bè rời mái trường thân yêu, nay đã trải qua 30 năm. Và cũng từ ngày ấy, thời gian ấy, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Và ngày hôm nay chúng ta về đây để nhớ lại thời cắp sách đến trường, một thời để nhớ đọng lại trong mỗi chúng ta những ký ức, cảm xúc và chia sẻ cuộc sống hiện tại sau 30 năm. Và những từ đây chúng ta sẽ gắn bó chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Xin kính mời các thầy cô, các bạn, chúng ta đến với chương trình văn nghệ chào mừng hội khóa 8-6-8-9. Đây là tiết mục Cây nhà lá vườn do chính các bạn học sinh khóa chúng ta biểu diễn với mong ước quay trở lại những ngày xưa một thời chúng ta đã đi qua. Tôi xin giới thiệu bạn Nguyễn Thị Thùy Hương, lớp C. Bạn lên trình bày hai bài hát, bài Người Thầy và Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Mời bạn. Xin mời bạn Hương. Rất vui hôm nay em được về đây tụ họp gặp lại các thầy cô và các bạn. Em xin gửi lời kính chúc tới các thầy các cô sức khỏe dồi dào. Chúc các bạn trong khóa 8-6-8-9 hạnh phúc và thành công. Sau đây em xin gửi tới các thầy cô và các bạn bài hát Người Thầy và Mong Ước Kỷ Niệm. Thank you.
học trò Sơn La thì lớn lắm, nó toàn 18 đến 17 tuổi, tức là thành thành hơn học trò 5 tuổi, nhưng thôi rồi, thành ra cái chuyện này chạy tàn thế, thế đây là cái đối chặt của bạn, thế là thầy sẽ đọc cái bài thứ nhất, kỷ niệm, đây là kỷ niệm mối tình. Mới ngày nào tôi là thầy giáo trẻ xa nhà công tác tận Sơn La, rồi gặp em cô học trò xinh xinh hiền dịu, tôi đã yêu em đằng thắm thiết tha. Giờ đến lớp nhìn em, tôi say sưa lại như cho một mình em lặng lẽ nhìn. Đôi ánh mắt đưa nhau tình thầm kín, không có lời nhưng có cả niềm tin. Giờ khác em vẫn ngồi trong lớp, không hiểu vì sao, chẳng hiểu không biết vì sao em chẳng thể được bài. Để toán lẽ cô gọi em lên bảng, bạn nhắc nhiều lần mà em cứ làm sao. Hôm vắng em tôi thẫn thờ đến lớp, tôi phải văn trước một đoạn chuyện kiều, bài giảng ấy hình như khô khăn quá, có lẽ nào lỗi tại tình yêu. Những đêm trăng đất trời mênh mông sáng, tôi dắt tay em đi giữa rừng rừng. Lần đầu tiên em gọi tôi bằng anh còn e thẹn, lời tỏ tình nào chẳng chan chứa yêu thương. Tôi về xuôi còn em về nhà, mối tình thơ mộng không chia đôi. Tôi nhớ mãi về em nghĩ tiếc thời trai trẻ, một trang thơ tình còn mẹ mãi trong tôi. Đấy là kỷ niệm có thật trong cuộc đời nhà giáo của tôi, và hiện nay mối tình đó sẽ lại ở năm năm rồi. Bài ca là lời tâm sự của một học trò. Đây là tôi thấy lời bài này thì cũng sáng tác, mà tôi đọc lại luôn. Bài là hình như thầy chẳng khác xưa, về như bạn. Hình như thầy chẳng khác xưa, 35 năm trước thầy đưa qua đò, dòng sông kiến thức trong sóng xô, mỏng manh trang vở học trò thắng tin. Em cầm cây bút đời mình, thầy cầm tấm chắn tắt tình quê hương. Đất trời trang trải nước thương, nắng mưa sương gió biết thương đời thầy. Sông bao nhiêu nước không gầy, cánh đồng gieo chữ đợi ngày hoa non. Bao nhiêu viên thuật đã mòn, bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung. Nước trôi về xứ vô cùng, thương thầy lại buồn vùng thất bay. Trang tròn mở hôm nay, vẫn xưa đã chắc thành, đã kết thành mây trắng đầu. Sông đời rộng mở mông sâu, học thầy ép mắt khiến cầu thư tâm. Thì đây là trải bóng loan sân, vỡ hòa giọt nắng phe ngân sân trường.
cây sữa già vẫn nhớ thương đón chào các bạn trên đường về chơi. Bạn bè cái thủa thiếu thời gặp nhau chi kỷ nói lời thơ hay. Cô ơi núi dưới Hàm Tây suối sang lòng dạ gặp thầy gặp cô. Bao năm con vẫn thắm tô công ơn dưỡng dục cho con nên người. Thầy cô cho điểm 9-10 thấy con vui sướng thầy cười đắm say. Thầy cô là áng thôi tiếng thơ đỏ nắng xanh cây cuộc đời. Con đi góc biển chân trời vẫn nghe văng vẳng những lời cô dân. Tiên học lễ thầu học văn tôn sư trọng đạo ngàn năm tôn thờ. Hành trang tri thức như mơ cho con đi khắp bến bờ sóng xô. Con xin cảm tạ thầy cô, cầu mong sức khỏe thầy cô muôn đời. Xin hết bài thơ ạ. Xin các bạn có thể vào trang Facebook Trai Nam Định để bình luận và phê bình cho bài thơ của tôi. Quý vị, chúng ta vừa được đến với những phần thơ đong đầy những ý nghĩa, những tình cảm mà của các anh chị cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã cùng gửi tặng tới các thầy cô giáo cũng như toàn thể các anh chị đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Và giờ phút này để tri ân lại những tình cảm lòng biết ơn đối với các thầy giáo cô giáo đã cùng dìu dắt và nâng đỡ trong suốt những tháng năm mà anh chị sống và học tập dưới môi trường trường phổ thông Nguyễn Huệ, thì xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của các thầy giáo cô giáo đang cùng hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô sẽ cùng di chuyển về khu vực trung tâm sân khấu để cùng nắm nhận những món quà tặng phẩm ý nghĩa nhất mà tất cả các anh chị ở trong khán phòng ngày hôm nay muốn gửi gắm và dành tặng tới các quý thầy cô. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các thầy cô cùng trở về sân khấu ạ. Trên mái tóc đã điểm vào và đã cùng hằn sâu trên gương mặt của mình những năm tháng tuổi trẻ để cùng hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay, quay trở lại khoảnh khắc của 30 năm về trước để cùng tri ân và cảm tạ lại tình cảm lòng biết ơn đối với các thầy giáo cô giáo đại diện của các anh chị cựu học sinh khóa 1986-1989 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ với những món quà tặng phẩm để cùng dành tặng tới các thầy giáo cô giáo. Không thể thiếu những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt hơn nữa từ toàn thể quý vị ạ. Trong chương trình học mặt ngày hôm nay, một lần nữa xin được thay mặt cho các anh chị cựu học sinh một món quà yêu thương. Nhưng đến nay thì tôi cũng xin được giới thiệu qua một chút về nhà trường
để các anh chị cũng nắm được. Hiện nay nhà trường đang ổn định với 24 lớp học chia làm 3 khối và số lượng học sinh là gần 1.000 học sinh. Có thể nói 30 năm qua anh chị đang tham gia cống hiến ở các lĩnh vực trong cuộc sống xã hội. Có thể có những lúc rất nhớ về trường, nhưng cũng đã kìm nén rất lâu cái tình cảm ấy, đến hôm nay 30 năm mới được quay về, và mới hôm nay thì có thể hiện hết được cái cảm xúc của mình khi về thăm cái nơi mà mình đã học tập trước khi đi lập thân lập nghiệp. Thì các anh chị thấy là cái cơ sở vật chất nhà trường cũng đã có những đổi thay, con người cũng đổi thay. Các thầy các cô dạy mình đến nay đã nghỉ hưu gần hết. Nhà trường đến hôm nay thì cũng đã có rất nhiều thay đổi về một mặt. Có thể nói trong những năm qua, một cái tâm sự nho nhỏ tôi cũng xin được chia sẻ là khi chúng ta giới thiệu mình là học sinh trường hoặc là làm rể, ai đó còn ngại ngần vì không thể trình chuyên, ai đó còn cảm thấy có cái gì đó thua kém. Nhưng sau 30 năm mình quay về đến bây giờ thì thứ nhất là trải nghiệm cuộc đời, mình thấy cái chuyện mình học đâu không quan trọng nữa, mà chúng ta sẽ nhìn lại là cái cống hiến của cuộc đời, và chúng ta nhìn vào cái giá trị đích thực. Và đến bây giờ thì sau 30 năm cũng nhờ sự cống hiến của các thầy các cô, đóng góp của các anh các chị ra ngoài xã hội, đến nay nhà trường đã và đang tự hào sự đóng góp của các anh các chị trên các lĩnh vực. Và chính vì vậy mà thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường, tôi nói một lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy các cô đã cố và các anh các chị đã từng công tác, đã từng học tập tại ngôi trường này và trở thành những con người hữu ích cho xã hội trên các lĩnh vực. Hiện tại thì tôi xin được giới thiệu một chút ngắn gọn thôi. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ hiện nay ổn định 24 lớp, là đứng ở mức trường trung học phổ thông hạng 2. Và số lượng cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường hiện nay là 64 người. Cán bộ giáo viên là 58 và nhân viên là 64. Về số lượng học sinh thì cũng đã tăng lên gần 1.000 học sinh. Có những thời điểm đến 28 lớp, nhưng hiện nay ổn định 24 lớp với lý do là cơ sở vật chất đất của ta không nở lên được, mà các phòng chức năng hiện nay thì lên rất nhiều. Có thể nói rằng là cái việc giáo dục từ xưa đến nay thì đến bây giờ yêu cầu về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cao. Chính vì vậy cho nên với 24 lớp thì nhà trường đang rất là chật. Thế nhưng chất lượng của nhà trường thì như các anh các chị đã thấy, mình cũng công tác trên thành phố Bắc Ninh thì đều hiểu. Chị bài thơ mang tên 30 năm kỷ niệm. 30 năm đã trôi qua, vũ đổi thay thành gia nguyên hệ, để lễ khăn trang về thế, đậm dấu ấn của thế hệ tương lai. Kỷ niệm xưa còn vọng lại, dưới mái tượng vang mái tiếng thầy cô, lắng học tập tạo ước mơ, bảo vệ xây dựng cơ đồ Việt Nam. Học hỏi đoàn kết trong quan, ra đời phấn đấu Việt Nam.
Yeah!
anh 30 năm rồi. Và cứ thầy dạy toán lớp chúng tôi là cứ thầy lên bảng thầy dạy chúng tôi là viết phần lên đây, xong là chúng tôi ở bên dưới là cứ treo thầy giáo là thầy cười kìa. Ôi, cười kìa. Rất là thầy. Tức là mọi thứ đã bỏ qua hết. Đấy, đấy là tất thế. Quá thôi, cho nên là bây giờ tôi con xin cảm ơn thầy và hát thêm một bài nữa. Vâng. Bài Càng Rao Em Và Tôi. Các người vầng trăng, các người vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ, mẹ đôi câu thơ, tôi làm mái xèo đất xó. Yeah.
thì cô chỉ có một nguyện vọng, một ước nguyện như này: bao năm theo đuổi nghề thầy, chỉ mong trò được sau này thành danh. Giờ đây ước nguyện đã thành, nhiều em đã có công danh cho đời, làm việc ở khắp mọi nơi, một bài thơ để tặng các em trong ngày hôm nay, và họ tặng các em toàn bộ những học sinh của trường Nguyễn Bách. Cô xin tặng các em nghe: bao nhiêu năm rồi tôi gặp lại các em, kỷ niệm thì trò rưng rưng nay mắt. Trời hôm nay trong xanh và dịu mát, một bầu trời chưa thức dầu mỗi sáng mở ra, tôi nhận thấy cuộc đời nhân hậu quá. Trong tiếng gió đổi mùa, trong tiếng lá vẫn thì thầm nhắc nhủ một tình yêu. Bao năm rồi tôi nhớ mãi trường xưa, mỗi tiết học chứa bao tình ấp ủ, mỗi bài giảng sẽ nhắc nhở các em nhớ về nguồn cội, hiểu những chuyến đò cứ thầm lặng. Rồi em còn nhớ hay em đã quên, một mái trường đơn sơ nằm ở giữa phố, một khoảng sân trường rộng bóng bàn phượng vĩ, một nguyễn lệ là tên ghi nhận một mái trường. Bao năm rồi tôi gặp lại các em, nguyễn lệ đó biết bao em thành đạt, đã cống hiến nhiều ngành khắp mọi miền tổ quốc. Vẫn nhớ về thầy cô khi các em đã trưởng thành, bao năm rồi biết mấy buồn vui. Xin cảm ơn các em đã tìm về với con đò, với cây đa bến cũ, để đất ngây tên em tối tại vào quá khứ, cho tình thầy trò mãi mãi mến thương nhau. Những chiếc xe chờ đợi hoa phượng, em chờ đợi tôi.
Oh,
Chúng ta đã cùng trở về. Kính thưa
các quý thầy cô giáo, quý thưa toàn thể các chị thân mến, viên của lớp 12B như những cánh chim bay đi muôn nơi để tìm cho mình một lối đi riêng, một công việc, một sự nghiệp và một gia đình. Tất cả các thành viên của lớp 12B đã trưởng thành, đã chọn cho mình một con đường riêng, đó chính là chung mái nhà 12B, chờ đỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ, những nụ cười vô tư, những trò đùa tinh nghịch và với những lời dạng thân yêu của các thầy cô giáo, tiếng trống trường thân quen, những nỗi mong muốn và mong chờ có được cuộc gặp gỡ như ngày hôm nay. Đó chính là lý do khiến quý vị thân mến, tục ngữ có câu không thầy đố mày làm nên. Trong suốt những tháng năm học dưới mái trường thân yêu trung học phổ thông Nguyễn Huệ, các học sinh đã được các thầy cô giáo dìu dắt truyền đạt những kiến thức giúp cho tất cả các thế hệ học sinh vững bước vào đời. Kính thưa con này các cô, cùng đoàn thể các bạn, trong niềm phấn khởi hồ hởi hưng hực hào hùng, các nói hết đâu thật sự sau 30 năm mới có mạnh mày hội ngộ để nói về tâm trạng, nói về cảm xúc thì thực sự là không biết nói gì hơn. Niềm xúc động, nỗi trào dâng, nỗi niềm chan chứa để rồi cái tiếng lòng nó lê thơ. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong muốn hội khóa 86-89 dần dần sẽ được một năm hội tụ một lần. Đấy là ý nghĩa của tôi. Ai đồng ý ạ? Ô, xin cảm ơn. Kết nối tất cả mọi người trong bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Các ly rượu, ly bia của mình nhá. Các chị đã sẵn sàng chưa? Cầm lê, cầm lê. Các chị giơ ly của mình lên nhá. Một, hai, ba. Vâng, xin mời. Quý thầy cô giáo cũng như tất cả các chị ngày hôm nay đã cùng dành tình cảm để trở về với khu du lịch sinh thái núi Ngâm ngày hôm nay. Và quý vị đang được thưởng thức những món ăn ngon, những đặc sản của quê hương Nam Định muốn gửi tới toàn thể quý vị. Và xin phép được thay lời cho khu du lịch sinh thái núi Ngâm xin được kính chúc toàn thể quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chị ạ, em mời chị ạ.
đây là chỉ, đây mới là chó. Trời ơi. Em mời hai chị lên sân khấu ạ. Em sẽ tìm một vài người chơi nữa. Các chị để ý hộ em nhá. Các chị làm trọng tài hộ em luôn đi. Xin lỗi ạ. Tỉnh rồi đấy mà mới tỉnh. Em mời chị ạ. Chỉ đi, chỉ đi, chỉ lại. Em mời chị ạ. Em mời chị lên sân khấu ạ. Nam Trung lấy rồi. Vâng ạ, bây giờ mâm cuối này nghe chừng này chuẩn quá nhỉ, làm mãi mà chưa bắt được ai. Đúng không? Chân chị đau. Cái thật đau thật đúng không? Thật, chân chị đau thật. Đau thật thì tạm tha. Vâng, em ở trên chị lên sân khấu đâu. Em bắt mãi để cái mông này nó đi trên. Nhưng mà hai, ba người nữa. Chỉ. Chỉ đi ạ. Anh chị chỉ đi ạ. Chỉ. Vâng ạ. Sao em cũng mời lên đi ạ. Em bảo chị ạ. À, mở mắt rồi đi ra ngoài đúng không? Sao đi ra ngoài thì phải làm gì nữa? Đi vệ sinh đúng không? Đi vệ sinh xong rồi thì muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Và ngay sau đây sẽ là một màn khởi động, một khởi động buổi tối. Má đâu là má đâu? Oh,
bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tự như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy vơi đất chưa quên thuộc tiếng anh. Những ước mơ trời con chắc cho bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta gặp lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngàng. Trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tin, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn.